Thưa quý vị, là tuyến đường nằm ở quận Hoành Sơn, trung tâm du lịch của thành phố Đà Nẵng. Thế nhưng hơn 10 năm qua không được cải tạo, khiến cho người dân tại đây hiện nay rất khổ sở trong sinh hoạt và đi lại. Đó là tuyến đường An Thượng 29 nối dài thuộc phường Mỹ An, quận Hoành Sơn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Mặt đường gồ ghề, lồi lõm, cùng rác thải xà bần nhếch nhác. Và nhất là không có hệ thống thoát nước thải. Đây là thực trạng đã kéo dài hơn 10 năm qua tại đường An Thượng 29 nối dài, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh du lịch của các hộ dân tại khu vực này. Để khắc phục tạm thời, người dân đã tự cải tạo tuyến đường để có chỗ đi lại, nhưng nỗi âu lo của họ thì vẫn chưa vơi. Tôi là người dân sống ở đây là khoảng mười mấy năm, nhưng mà con đường này tôi về là nó nhếch nhác rồi, và nó không có cống thoát nước, rồi làm ảnh hưởng đến nhân dân hoàng xóm, rồi nói chung là bất tiện đủ thứ. Trạng là bây giờ là đường là nhân dân tự làm, thoát nước thì không có, cho nên là nước lúc nào cũng tràn ở trên đường. Khách nước ngoài thì đi qua lại rất nhiều, cho nên là ở đây là giữa cái trung tâm du lịch của thành phố Đà Nẵng, mà tôi là tổ trưởng dân phố thì cũng thấy bức xúc, rồi người dân cũng bức xúc. Theo Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An, tuyến đường này là nơi giao cắt của nhiều dự án treo trên địa bàn. Các chủ đầu tư không triển khai thực hiện, nhưng cũng chưa hoàn trả, bàn giao về lại địa phương. Tuy phường Mỹ An và quận Ngũ Hành Sơn đã nhiều lần kiểm tra, khảo sát, nhưng do vướng mắc về mặt thủ tục, tuyến đường này đến nay vẫn chưa được cải tạo. Còn người dân tại đây thì cứ thấp thỏm đợi chờ, không biết đến bao giờ mới có một tuyến đường sạch đẹp, tiện nghi cho khu dân cư.